大家好，欢迎大家来跟老师一起练习口语翻译 ，ADK 三级水平。chào mừng tất cả các bạn đã cùng đến tham dự với cô phần luyện tập dịch Việt Trung và trình độ HSK 3 nhé. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu vào bài luyện tập ngày hôm nay, bài số 1. Y, tôi hy vọng có một cuối tuần thật ý nghĩa. Chỉnh. R, tôi đã từng nói rất là lâu rồi mà bạn đâu có nghe. Chỉnh. San, từ sáng đến giờ con cứ chơi máy tính suốt thôi, bài tập đã làm xong chưa? Chỉnh. Sử, anh ta hàng ngày chỉ chơi điện tử, không nỗ lực học tập, liệu có thể học giỏi được không? Chỉnh. Ủ, thời gian vẫn còn sớm, đừng vội, chơi thêm một chút nữa đi. Chỉnh. Liệu, sức khỏe của mẹ vẫn rất là tốt, em đừng có lo lắng. Chỉnh. Chi, để học tốt được tiếng Trung, hàng ngày tôi đều phải ôn tập từ mới, bài khóa và ngữ pháp. Chỉnh. Ba, tôi sinh ra và lớn lên ở miền Nam, chưa từng đến miền Bắc, rất muốn có cơ hội đến Hồ Gươm. Chỉnh. Chiều, hồi còn nhỏ tôi sống ở Bắc Giang, sau đó năm 2010, cả nhà tôi chuyển đến Bắc Ninh để sinh sống và tôi sống ở đây cũng được 20 năm rồi. Chỉnh. Sử, hôm nay con trai làm sao vậy? Một câu cũng không nói, cũng chẳng ăn một chút cơm nào cả. Chỉnh. Học, chào chị em.